hello quý vị rồi tiếp tục uh, vọc phá tiếp ha. con này cũng bụi bậm nhiều quá rồi có nhiều quý vị hỏi uh, việc đang xài con đèn gì thì đây nó đây ha thì uh, quay cho quý vị xem luôn đó giờ chưa có quay con này cho quý vị thì sẵn uh, vọc phá mình uh, lao bụi rồi, rồi quay cho quý vị luôn đèn uh, đơn giản thôi không có gì uh, phức tạp hết nguồn nè điện trăm v trăm v 60 mươi hạt đánh có một cặp lo một hồi nha đó một cặp lo đây là cd nè aux tuner aux hai tép tép in và tép out đó, chuyện vậy thôi con này không có xài đĩa than nó không có cái ngõ phono quý vị đó, đây là cái đèn Calypso nè. Inuka nha. Sẵn uh, vệ sinh rồi uh, Có nhiều quý vị uh, hỏi đó Rồi mình uh, Tháo ra để quý vị và bạn tham khảo luôn Đèn này nó lên bóng rồi Đúng ra nó chạy L84 Trời ơi vẽ tên được luôn quá trời bụi à Đây Vẽ tên Việt Được luôn lắm rồi quý vị ơi. Đấy. Tháo ra coi bên trong nó sao. Sẵn vệ sinh là tháo ra luôn. Từ đó giờ việc tháo ra có một lần một duy nhất tháo ga. cái này chủ yếu tháo ra cho quý vị xem thôi. Đấy. Đấy đơn giản vậy thôi, quá bụi rồi. rồi để việc để điện thoại xuống cái uh, nghiên cứu tháo nó ra nha quý vị. rồi việc mới tháo ra xong luôn quý vị ơi, lật ngược lại cho quý vị xem đây. đơn giản ở bên trong này cũng không có gì gọi là dữ dằn lắm đâu, đấy Đó, mấy cục mấy cục dây đồng thôi. Đó, ha ở trong này có nữa nha là cái này là cái nắp ở trên đó. đó ở đây nó còn một cái nắp nữa nè đó, cái này mình phải tháo mấy con ốc đây ra mình là gỡ cái nắp nó ra mà thôi giờ việc uh, không có tháo nha để về luôn quay cho quý vị xem thôi đó đây là có cái uh, một cái dĩ mạch nè đơn giản thôi rất là đơn giản đây mạch đó mạch linh kiện ừ cũng không có gì uh, phức tạp, mở nguồn đây. Rồi, mấy cái dây này nè quý vị là ta móc ở trong này ra luôn nè, cái này nó nó lấy mấy cái ống mấy cái ống nó chọt cái dây này vô nè. Chứ không phải là đã nối dây từ đây ra mà nó móc từ cái uh, mấy cục này nè, trong cục này nè nó móc ra rồi nó chọt cái ống vô nha. Cho nên nó rất là lỏng, cái dây thì nhỏ xíu à. Mấy cái này dây nhỏ xíu à quý vị, đó. dây này dây, dây này rất là nhỏ mấy cái này nó nó đút cái ống lớn quá nên quý vị thấy nó nhúc nhích nhúc nhích nè đó. đó. rồi không có gì hết chỉ vậy thôi đơn giản vậy thôi đó à, âm thanh nó rất là hay còn đèn của anh em ở Việt Nam gáp thì à, nhìn nó cũng ngầu lắm mà quát muốn không nổi nhưng mà đôi khi mà muốn đánh cả cái đèn mà muốn đánh cặp lo 4 tất là anh em nào yếu yếu rồi bê không nổi cái đèn á nó nặng đó. còn cái đèn này cũng không có gì mà gọi là giữ dằn anh em nào gành đèn thì nhìn vô đây biết nó còn đối với việc việc không gành gì đâu đó. này quay cho anh em xem chơi thôi đó Được. rồi lấy nét cho quý vị xem nè đây nó để quá là tiếng nhật cơ quý vị 100 100V 180W 180W này chắc 180W điện đó quý vị. Thì mình tính ra thường mấy cái âm ly cũ á, thì nó ra chắc cỡ 70% phần so với cái uh, uh, này thôi. Đó. Cái công suất ra lo Rồi, giờ để lật lên mình lau chùi và gắn bóng vào cho vào vị trí cũ. Gắn bóng vào. Đó. Đơn giản thôi. Đó đúng chiều mà cắm vào thôi quý vị ừ. cũng không có gì đâu à, khó khăn nghề chơi cũng lắm công phu đơn giản thôi trời cầm điện thoại hồi mở tay quá mỗi tay quá quý vị và các bạn cầm cái điện thoại á, phải giữ cho nó thăng bằng để nó lắc lắc không rồi mình à, một tay làm việc nó cũng khó một cái việc gì cũng xong thôi rồi vậy thôi đơn giản vậy thôi rồi bây giờ việc xin ngưng video tại đây ha việc sẽ đem cái em đèn này vô trong việc gắn lại y như cũ rồi cảm ơn quý vị đã theo dõi video xin chào quý vị